Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào cô chú anh chị. Chiều nay mấy anh em có chuyến đi cắm câu đêm nhau rồi. Thì mình qua cái cống Huyền Thoại mình đó bạn. Cặp theo con kinh này, hồi đó kinh này lục bình dữ lắm, bây giờ xịt thuốc hết rồi. Lục bình chết hết rồi. Giờ đặt cặp mình cắm cặp theo mấy kinh nha các bạn. Cắm dài tới cống luôn. Đây mình cắm tuốt đằng đó luôn rồi. Đây hôm nay mấy anh em cắm bằng mồi nhái. Cắm xong rồi mấy anh em ở đây chờ thăm câu đêm luôn nha các bạn. Tối kiếm cá làm xuyên xương. Có đem muối ớt rồi nè. Với chai rượu. Đầy đủ đồ cho người đó, bây giờ chỉ có tối đi kiếm cá về là lụm thôi. Chỉ còn là kiếm cá thôi. Cái này nước kém nha các bạn. Cắm xong mình ở ngoài đồng luôn, lên cống ngồi chơi luôn. Tối đi thăm xong cái làm xương xương rồi mới về nha các bạn. Có mồi nếu có mồi nha. Mà làm gì làm ít nhiều, làm gì làm cũng phải có. Rộng rộng cho nó sâu sâu tí xíu rồi nó nước nó còn rộng. Bẻ nhánh thôi, mấy nhánh cây nó bám vô. Nhái nó bám vô nó sợ cá. Đây cần nữa rồi. Dày dày thôi, không cần thưa đâu. Cặp mé. Bữa nay mỗi lần cá dồ dữ lắm luôn. Giờ hết lục bình chống con cá dỗ đi hết. Em mới cắm xong rồi các bạn. Về cống ngồi chơi. Em vòng đây chút đi kiếm mấy cái bắp chuối rồi ha. Với lá chuối khô rồi mình để sẵn nè. Tối tối sụp tối cái mấy anh em đi thăm câu có cá cái mình nướng rồi bạn. À, trời mấy cái đám sậy này giờ nó lên bên đây bích hết trơn, ghê hồn. Trời đứng gió sập tối cái mũi quá mũi bạn. Mũi nghe xèo xèo luôn nè. Mũi nó kêu mà nghe tiếng luôn. Rồi. Nay mấy anh em thăm sớm nha các bạn. Ngày này 7 giờ rồi. Anh em tranh thủ thăm coi có con nào về. Nướng nè. Đứt đầu nhái. Đứt đầu nhái luôn. Dạ. Cắp ghê không? Còn ở đâu không? Cầm với cái bao nhái đi. Bên nó giống như gặp chuột không? Chuột hư. Hư. Nước này cần biến gì? Sừng rồi. Nước cái sừng sừng mới sừng lớn. Nha.
nó vô hao mồi hai con nha. Đầu đang hao mồi. Giật cái lục bình nó giục ra. Qua đường lại. Mùa này kiếm hàng 3 con là đủ cho 3 anh em rồi. Hy vọng sống nhái lên. Sống không? Nhái sống không? Được cái thông rồi. Nước nó cũng chuẩn bị lớn rồi. Chuẩn bị lớn rồi, nước chỉ được rồi. Để đi dài cái nước sáng là mình đút luôn á. Chúng ta chè luôn. Dạy. Rồi Lý Thông. Rồi, lụm. Nhảy. Mình ếch rồi mày. Dính đính Lý Thông. Quên rồi. Thì nó có lóc, con ếch nè. Che luôn. Mệt nha. Đỡ. Dở. Nướng luôn. Nướng luôn. Đặt ngay. Tuyệt. Căng nhái banh rồi. Nói chụp nhái nè. Kinh ớt sáng kinh cái lóc nè. Được rồi, cả nó được rồi. Sừng lớn lên. Rồi Lý Thông nữa. Đó hả? Gì? Trời ơi. Cái lúc làm thấy lính Lý Thông hoài ta. Hoài vậy? Đó, đó. Hoài. Còn thấy chỉnh chỉnh nè. Hoài. Rồi Lý Thông này vậy là không thương lính á. Cá trang á, kẹt mồi luôn cá trang. Kiếm cái lúc mà mày ham ăn quá là lại làm trước hả? Biểu là làm trước chi. Đây, cái trước mắt có hai màu đó. Hai con đó là thấy 4 ly rồi đó. 4 ly hay mặn gì vậy? Mặn à? Liên đùi. Hai con 4 cái đùi là 4 ly hả? Hai con 4 đùi là lụm 4 ly. Còn hai mình nữa. 4 đùi trước nữa, thêm 4 ly nữa. Hay da, hai đứa. Hơi cay dữ. Đang đùi rồi. Hơi cay dữ. Chị không chị. Gai. Anh em cắm câu chuyến này xong rồi. Không được. Đi trải nghiệm luôn. Đi biển luôn. Gì vậy? Tại vì tháng tưng vậy đó. Mà không thấy cá, không nhái gì. Gấp cái gì vậy nha. Ôi cái lóc ơi. Lóc hả? Trời ơi. Gì mà không dễ gì vậy nha. Vô rồi. Lũi vào trong cái bao kìa. Ừ. Đó, đó, đó. Ôi, ơi. Bự đó. Mình câu lên. Dậy. Rồi lên em ơi. Ôi cá bự luôn. Bự luôn anh đen ơi. 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 Ồ cá này 300 gram à. Bự luôn anh đen ơi. Có cả lưỡng hình đen ơi. Rồi. Ờ bên Lý Thông vậy là em ơi. Con này nướng một cái tới một chuyện luôn rồi quê. Nó là nghịch bên tay. Cá này được hai con là nướng là đủ tiền. Với hai ngớt. Bự luôn anh đen ơi. Con lành nha. Con này có 300 gram nó lên đó chứ. Uống nu à. Được, được. Đây nè. Cho mà bự luôn nè. Bự luôn, kiếm cá bự luôn. Bự sáng kiếm cá bự. Đó, không có lóc nữa không. Em. Rồi, ngồi thắng cân luôn kìa. Đừng đưa. Này hơi cao. Nếu mà hạ nó sáng lít lắm. Hạ nước chuẩn lớn cá nang, nó thôi nó tách, sảy ủ. Không rồi. Hơi hỏng tí.
giờ này nó sựng là có ăn rồi. Hai ếch con cá lóc nha các bạn, cá lóc bự luôn á. Bự. Mà. Thôi rồi con ếch hai ba con lượt luôn, ăn hết trơn mồi luôn. Nhảy hả? Nhảy hai ba con lượt. Chọc tức nữa. Sáng bắt nó. Trên đây là cho mày miếng mồi. Tức. Đồ này trên ruộng hết hết mồi ăn nè. Ếch nó xuống máy xong. Rồi dính nhái. Đồ ai treo đó gì trời. Anh nào đâu 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 ơi, đẹp trai dữ rồi. Đồ đẹp trai á. Đi thấy bộ đồ hơi giờ thấy mất bộ đồ là hiểu rồi nha. Hiểu rồi đó. Thấy công chuyện đó. Nghĩ thì thăm luôn. Còn mồi luôn, nó hỏng một chút. Một cốc. Cốc nhóc chân luôn. Phải về nhóc đi. Cái gì quơ đợt? Nhái hay là cá? Thấy quơ đập. À, nó rồi. Thôi, treo mỏ, treo mỏ, treo mỏ. Treo mỏ. Đó. Bây giờ quất hoài sao được. Được nha, cả 200 gram á. Cóc dây à? Quấn quá quấn. Xe luôn. Ấn nó, này nhìn cóc. Lên cho mày cóc. Về anh quậy xây xây cốc dây nhảy quá nhảy im 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 im, im, im. Rồi. Nhắc nữa rồi còn cả đó nữa là được ha, còn cả đó nữa nó còn nhiều hai ớt hai lóc à, hai ớt hai lóc rồi chứ còn cái lóc lớn nữa nè, đủ ngồi ha, đủ ngồi nhậu à, còn mồi luôn. Nó hơi hỏng. Rồi, mời con luôn không ơi. Mời con luôn. Chỗ đó là đó mình đặt máy quay trực tiếp dính đó đó. Còn luôn. Còn con nhái. Buồn hông quá. Quá trời không ạ. Ô treo mỏ nữa kìa. Cái gì? Treo mỏ, treo mỏ. Rồi lụm nữa, lụm nữa. Treo mỏ. Nước rồng cũng treo mỏ các bạn. Treo quá muốn mệt con cá luôn. Cái này cũng được. Rồi vậy là con đó với hai ngách là vô. Xin được rồi. À, vô một xin, người ha. Xin xin con vậy vô cho con. Hai con ếch trên cá này vô ngừ. Xin con cho con. Đây là ăn cá lóc nhỏ với hai ếch ha. Ừ. Hai ăn cá lóc bự khỏi ăn hết. Khỏi hết. Cho cái móng ếch thôi. Vô. Kẹt kẹt cho ăn cái bẹ đồ trước hả? Lúa này khoảng tháng nữa mấy anh em cắm ở trên ruộng được đó các bạn. Nước lúa cao cao ta xả nước ngập ngập vô cá nó lên ruộng. Bây giờ nước kém quá. Kém quá kém. Còn mồi. Còn mồi luôn. Wow, con nhái đó chừng cá lóc nửa ký à. Cũng rồi.
đó đó. Thì anh cầm, anh cầm cái cây rồi. Vậy thì chụp nó được. Đó nhảy ra ngay chân mày. Nó chui vô nó cây lùm thôi chui. Nó chờ quá nữa. Anh chui trong đó anh hết đường chạy. Nhảy ra lại khôn. Lúc cần hả? Cái lóc là câu gì? Nhưng mà trời mới về từ nhà nó cũng có một. Để con cần ốc rồi. Nè, nó gửi vô đây luôn rồi nè. Còn không biết nữa. Sảy rồi. Sảy rồi, tao lấy đây nè. Sảy rồi. Để hiểu rồi. Con nào chưa? Mấy con hai mấy hai ếch ba ếch vậy? Hai ếch. Chắc bị ếch ăn nó lôi trong hả? Lôi quẹo đây. Rồi vậy luôn. Đi lên, tao đi xoay ếch các bạn. Xoay ếch xoay chuột. Ông ơi, ừ. Cái con gì nó lú đầu nè, ông ơi. Lắm rồi, lắm rồi. Cái con gì nó lú đầu kìa. Treo mỏ rồi bạn ơi, treo mỏ nè. Nó xe dữ rồi. Xe dây dữ lắm rồi. Treo, treo, treo. Con này đi luôn á, con này đi luôn á. Đó, đó. Đó. Đấy, tình kiện rồi. Đấy, tình kiện rồi. Quậy, quậy. Con này mới lên. Lên. Ôi, ôi, dư mồi vậy. Ngon lành. Con này cởi con đầu tiên rồi nha. Nó hơn nữa, nó hơn tí. Rồi, nó quắn tí. Con cởi câu à. Chưa. Trời ơi. Sướng, 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 sướng. Xe là căng. Con lưỡi câu. Cái cùng chuyện con lưỡi câu rồi chứ. Sướng. Ngon lắm nha. Bốn em lóc rồi đó, vậy là hết hết hồng đuôi ếch đuôi gì đó. Cho hồng điều gan cho em luôn. Bốn em lóc rồi. Dư mồi, ai muốn ăn gì ăn hả? Dư mồi. Băm nhái luôn hả? Mới chừng luôn. Nước chừng rồi, nước sừng lớn lại rồi. Đứng lại chứ không phải lớn. Trời đứng gió cho nó hầm quá ha. Hông mũi nữa. Không hả? Nước cái này kém bằng đêm ha. Ừ, kém bằng đêm. Ở anh kém sâu không? Bài né đi. Đấm. Hả? Đấm không? Treo mỏ. Rồi, treo mỏ. Cá trứng. Ừ. Cá trứng. Trứng, trứng, lông trứng. Ây, tên. Cái dính là được rồi. Ở đây luôn. Nhỏ. Nhỏ. Sao luôn ghê nhỉ. Đặt nhỏ hả? Có cá rồi bà đặt chơi nhỏ chơi lớn nha. Ừ, dưới đây nó nhảy mỏ đâu. Dư mồi luôn bữa nay. Dư rồi đó. Lô cắm là được ha. Vậy là quá êm rồi chứ tháng này mà cắm được vậy là ngon lành rồi. Ok rồi. Đó, giờ mấy con ta? 4 con rồi, 5 con rồi. 4, 5 con cái lóc rồi. 5 con. 5 cái lóc với 2 ếch rồi bà. Vậy là quá ok rồi, mình còn mấy gần ăn rồi.
3 cần, 4 cần, 3 cần. Đâu có 5 6 cần gì đâu. 1 2 3 4 5 cần. Đây là ngon lành. Năm cái lóc hai ếch này. Tháng này vậy là quá đẹp rồi. Có mồi làm kinh thương rồi chứ. Phải mùa nước đâu. Nè, nãy hy vọng ba con bây giờ được 5 con rồi. Quá quá vip rồi. Này sậy quá không có chỗ cắm rồi. Con cần nữa hết à? Đây là vô đây nè. Đây, đây. Bên đây, bên đây, đây. Nuôi trắng. Cần này nữa hết rồi các bạn ơi. Có này mới đau nè. Bên tay trái thôi nè. Đó, lụm. Có không? Đó, lụm, lụm, bự luôn. Lóc hả? Bự luôn, lóc luôn. Lóc gì? Lóc luôn. Bự không? Rồi nguyên gốc cây trà bá nổi đây tưởng tới công chuyện này rồi. Nè rồi. Quá trời đang rõ rác nè, đó 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 này bự rồi, này bự. Ôi ôm nhát thật trời. Ôi con này bị đại quá. Ôi ôm này cái đầu anh kilo luôn ha. Đem lên thả hầm đi tới công chuyện. Rồi con cá. Cái đầu trời giờ ừ, cái đầu con cá này ít nhất cũng có 300 g đổ lên nè. Nè, mình đó nè. Đi ra như tôi đang luôn rồi. Vì anh này em bị sida rồi. Sida teo. Rồi cá cái đầu bự kia vậy. Thì nó chắc lại có quát. Cái đầu bự mình nhỏ. Nè. Nó luôn. Trời dòng cái đuôi nó trà bá lửa luôn kìa. Cũng tiếp cái đuôi luôn kìa. Cái mình kìa. Có ai vậy không? Cái ai đo nè. Rồi. Nãy giờ loại dây cỏ nó gớp ra đó. Bứt nó ngang á, nó không chết đâu. Giờ nó không chết đâu. Có tương lai luôn. Dắt. Dư thêm con dắt luôn. Kiếm đi. Ngay trong đây chứ không đâu. Rồi, còn cá. Này hơi đem về thả hầm kế cống các bạn. Ừ. Ở cống có mấy cái hầm. Thả dê, mai mốt mập mập rồi cắm câu tiếp. Nó bự lên bắt lại, mập lại bắt lại. Rồi, mấy anh em giờ tới cống các bạn ơi. Trang bị sẵn chân à. Mình quá hôm nay được 6 con cá lóc luôn. Có thêm con dắt. 6 con cá lóc mà có 1 con... Bị đài à. Bị ấm đài à. Thả con cá lóc này đi ha. 2 con ếch. À. Thả xuống cái hầm này, ở đây có cái hầm các bạn. Cái hầm mấy anh em đợt trước cũng ưa cắm câu ở đây nè. Cái vuông đó, hầm cái muống giật nó đi. Rồi giờ tháng sau cắm thế nào cũng bắt dính á. Rồi giờ mấy anh em chuẩn bị đồ đạc nướng chui nha các bạn. Nướng bên đây hay bên kia? Hả? Nướng đây luôn rồi. Đây nướng than hả? Đuổi rồi mình có sẵn 100 lên mình để lên là nướng vừa tàn là cũng vừa chín rồi. Rồi. Rồi, giờ mấy anh em nhúng lửa nha các bạn. Này than không à, củi. Cháy ra lên than nướng. Nướng than mau dữ ha. Nứt da luôn các bạn ơi. Da luôn. Cái lóc nướng chui đen thùi lùi luôn. Một chút nữa mới vàng ẻo lại. Dắt này đen đi. Sâu quá cháy cây. Cháy cây. Kệ đi không sao đâu. Hấp dẫn chưa. Ba em. Có em bự đó lâu chín nha.
Mới ra phải chở rồi. Mới chở. Còn lấy ba em nữa nè. Còn ba em ốc nữa. Rồi xong ba em. Đó, nãy đang thường lùi bây giờ vàng vàng nè ha. Trắng trắng vàng vàng ha. Trắng vàng vàng đó. À, bảo lên rồi. Hai ngóc lên nữa là xong. Thơm phức ha. À, xong. Ngon lành. Ba cá lóc. Mấy quả viên hai cái bắp chuối, hai bắp chuối nhỏ mà. Ba ngóc nữa nè. Chuối nhỏ quả viên với hai cái đủ. Bắp chuối mình cắt ra nặng chanh nữa bạn. Bên này có gió lại nha. Mới có gió lại chứ. Trời ơi, hả? Dắt luôn kìa kìa. Trời ơi. Không đâu làm đâu dữ không. Làm hoài nè, chịu về mấy con rồi đó. Làm thấy ghê không? Cái không lụm dắt lê lìa. Làm hoài ha. Làm tới hôm rồi. Thịt thơm, thịt thơm. Thơm, thơm. Đây, ba em, vui hàng. Chất lượng ha. Đây, chất lượng. Gót cửa ra thật này. Ôi ôi, thịt trắng tươi nha các bạn. Dưới thông làm nhọc nhọc quá. Gió mát luôn. Mà bén, mà bén, mà bén. Đầu hôm giờ mà được gió ăn gì thì ngon biết mấy. Ngồi mũi trắng. Thôi, xong. Giờ cái đi. Hả? Chưa. Còn chỗ nơi mình mượn mà. Ăn ngủ đây chứ cũng phải giá nhiệt tình chứ. Giá nhiệt tình đang sáng à. Sáng cho thêm con bự bự ha. Về con lớn lớn. Quá khá mùa hông rồi. Sau này còn ngủ đây nữa chứ. Vậy là ông bà trứng rồi ha. Trứng rồi nè. Dạo. À, xin mời cô chú anh chị và bạn nhé. Chú bạn ơi. Anh chị luôn nha. Sao con bà hôm nay tận bay tay ta. Uống rượu hả? Sườn. Cá lóc nướng uống rượu thuốc rồi nè. À, Phương cũng xin mời cô chú anh chị và các bạn luôn nha. Nay anh em có chuyến cắm câu đêm thì chiều giờ ra đây cắm vòng vòng ở đây luôn các bạn. Thì, cắm xong ra mấy anh em đi kiếm củi, kiếm được hai cái bắp chuối nhỏ nè, mồi màng với muối rồi rượu rồi đem sẵn hết trơn rồi. Tối mà không có cá là xong luôn. Ăn bắp chuối luôn. Đâu có gì đâu. Chuối luôn. Có ốc lên hả? Ốc lên. Trời ơi, là nướng ăn cái là cũng tuyệt vời luôn biết không? Còn ếch mà nướng gì? Nói là gì làm nhưng lại ít nhiều nha các bạn. Giờ không có cũng con hai con nè mấy anh em. Có mồi nhâm nhi ha. Mời cô chú anh chị các bạn. Xin mời cô chú anh chị các bạn ăn có ốc nướng luôn nha. Nhưng mà tới công chuyện luôn. Nó cay á. Nó ngon thì nó ngon mà nó cay vậy thì mới sướng. Cay cho chấm phải lúc mới được ạ. Này vậy thì mới ngon. Mấy cái ớt nữa không đầm hay là trái vậy. Trái à, nồi bụng chứ bự. Sáng chừng chừng lớn rồi chừng có dính à. Ăn cái này mà đã sáng rồi chừng nhiều hơn chừng. Ngon chứ, vô. Vô hả? Vô 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 à. Vô không? Mời xin mời các bạn. Vô bạn ơi. Gió mát tự nhiên gió thường lên đó đâu. Không có còn mũi luôn. Nãy đi quá trời nó đẹp. Xèo xèo xèo. Mũi nữa. Biết sao mà không chạm gió à? Nãy em về giờ không gió. Đang đi xong nãy nó đốt mấy cái đống rác nãy. Tắt rồi. Tắt mất rồi. Nếu mình không câu giờ là tắt. Đây ông nổi gió lên. Đốt bớt để rác rác đến quá trời. À bắp chuối nó chát chát, đưa ớt cài vô nó nồng lên nó lỗ mũi. Tới luôn ha.
nửa muốn nhảy mũi, nửa muốn hông. Nó kỳ kỳ. Nó sai sai sao. Nhảy mũi thì nhảy. Nhảy mũi thì nhảy không được mà. Hít vô hít không được, còn nuốt nuốt cũng xong rồi. Mà rút kinh nghiệm này rồi đâm trái bự nửa trái thôi, chơi nguyên trái vô đó. Tin tin đâu á, cái bự đó nó không cay. Chấm vô lúc rồi nè. Hết luôn. Ăn ốc hay lòng luôn có. Đó đâu. Bình thường. Có người ăn rồi. Có à, phải mấy cái đó phải tiền xin bà các bạn nhé. Vô, vô bạn ơi. Nếu mà ăn ốc cua vàng với đợt nhãn lòng chết thì người ta tuyên truyền dữ lắm, mày đâu phải không chết nó, không chết nó bị gác mắt 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 giống mắt giống mắt giống mắt giống còn giống nữa đâu giờ này còn giống gì nữa sợ giống gì vậy? Đây, hết sợ rồi. Hết sợ rồi, có giống rồi, có giống rồi, con người đẩy núi hả, cái đẩy người đẩy núi rồi, hết sợ rồi. À, trời sao láng sáng cứ giờ mới cày về sớm nữa. Xong rồi xuống đây đập chuột nè. Đập chuột đây nè. Chuột nè. Bắt mà té lên té xuống gì mà cũng được mấy con nữa. Bắt vô xây hả? Bắt vô xây mà. À. Lúc trước cá nhiều ha. Cá chuột gắn được. Vô. Rồi xin mời các bạn đó nha. Im hồi. Vô các bạn. Vô các bạn. Chắc Phương xin mời cô chú anh chị và các bạn ly này Phương xin kết thúc video ở đây. Chắc Phương xin kết thúc cái phần 1 chuyến cắm câu đêm của mấy anh em ở đây. Rồi sáng mai mấy anh em đi thăm, Phương sẽ quay làm cái phần 2 gửi đến cô chú anh chị và các bạn sau. Mong là sáng mai có dính cỡ bằng ngày tối là được rồi ha. Ừ. Bự bự hơn chút cũng được. Bự nước cháo. Mình cứ xin vậy đi, biết đâu cho thêm sao. Cho thêm sao. Nãy giá nhiệt tình quá. Giá nhiệt tình quá. Vô bạn ơi. Chứ đồ nhiều quá mình con xá không có, mình dở lắm, thất bại ạ. Mình xin được bằng cái tối này là được rồi. Vậy là quá ok, mùa này phải dễ kiếm cái lóc đâu. Giạt đi hết. Chứ giờ xịt dữ lắm rồi, hết rồi. Rồi rồi, nội mình đặt lú cỡ đó, bển dính cái kinh muốn sập cái lóc rồi. Mấy chỗ này người ta cũng đặt ầm ầm nha, có chỗ nào trống không? Khu vực mình không có chỗ nào trống được. Thôi video của mấy anh em đến đây Phương xin kết thúc, Phương xin kết thúc cái phần 1 ở đây. Giờ hẹn gặp lại cô chú anh chị và bạn vào phần 2. Giờ xin chào bạn, chào cô chú anh chị.